Hi, Sang chào tất cả mọi người nha. Sang vừa mới đi làm về luôn mọi người ơi. Thì đi đi. Sang vừa mới được nhận một cái bưu phẩm từ YouTube gửi về cho mọi người. Đây là một cái nút play bạc của cái kênh Sang TV á mọi người. Còn cái kênh Sang Vlog thì tới giờ vẫn chưa được nhận cái nút play bạc này nha. Thì Sang đang ngồi đây để chờ đợi cho thằng Ngóc Hậu á. Nó đi học về xong rồi Sang với nó sẽ đi ra cái hòn đá dưới kia để ăn mừng nhận được cái nút phò lai bạc này nha. Trong thời gian chờ đợi Nhóc Hậu xuống để đi ăn mừng với Sang thì Sang giới thiệu cho tất cả mọi người một cái ứng dụng dọn dẹp rác cho điện thoại nha. Đây là ứng dụng iClear, nó có những chức năng là dọn dẹp rác cho điện thoại, diệt virus, tăng tốc bộ nhớ và hạ nhiệt CPU. Giờ sẽ vào dọn dẹp rác cho điện thoại nha. Đó. Điện thoại Sang thì có rất nhiều rác luôn, gần 1 GB rác luôn mọi người ơi. Giờ sẽ dọn dẹp rác nha. Đấy, dọn cho nó sạch sẽ cái điện thoại. Rồi, đã dọn dọn xong nha. Thì Sang sẽ tăng tốc cho bộ nhớ. Đấy, tăng tốc này làm cho bộ nhớ nó thoáng hơn mọi người. Xong rồi hạ nhiệt CPU. Nếu điện thoại mọi người xài lâu á nó sẽ bị nóng nên mọi người sẽ thường xuyên hạ nhiệt cho CPU này để cho làm mát cái điện thoại mọi người. Điện thoại của Sang nó 57 độ C luôn nè. Và một cái chức năng khác của cái ứng dụng này rất là hay luôn là tăng tốc độ cho game nha. Thì có một cái game Sang có chơi, một cái game là Tacking Angela mọi người. Thì khi mà mọi người chơi lâu á nó sẽ bị giật, thì Sang sẽ thêm vào để tăng tốc độ cho nó nha. Khi mọi người tăng tốc này mọi người chơi thì cái game nó sẽ không bị giật lag nha. Đó, ứng dụng này thì mọi người có thể lên CH Play để tải nó về nha. Mọi người chỉ cần lên CH Play bấm chữ iClear thì nó sẽ tự động ra nha mọi người. Đó, rồi Sang đã tải về rồi. Giờ Sang sẽ đi lên Nhóc Hậu xem nó về chưa nha. Đây, chào tất cả mọi người nha. Sang với Nhóc đang đi lên đỉnh núi để ăn mừng cái nút bạc này nha mọi người. Hôm nay thì Sang có chuẩn bị ba trái dừa nha mọi người. Thì hai trái dừa nó đã lên lên cây nè. Là phía trong cái trái dừa nó sẽ có mọng nha. Thì Sang sẽ chẻ trái dừa này ra và ăn mọng phía bên trong. Chấm với muối ớt siêu cay để ăn mừng cái nút phò lai bạc. Dưới đây một cái tảng đá rất là to luôn mọi người. Cái chỗ Sang cái tảng đá này là người ta gọi là đá dĩa nha. Bên kia có cái chùa kìa. Đứng lên đi học, đi một vòng tảng đá cho mọi người xem nha. Cái tảng đá này rất là đặc biệt, nó chỉ có cái tảng đá thì rất là lớn nè, mọi người thấy không? Nó dang rộng ra luôn nhưng mà cái góc phía trong của nó chỉ có một chút xíu thôi. Là cái chân của cái tảng đá nha. Đó, nhìn rất là ghê luôn. Nó chỉ dính được một chút xíu ở chỗ này nè. Với một chút xíu chỗ này thôi nha. Còn cái tảng đá thì đứng yên không, nó trơn quá. Cái chỗ này nhiều người lên chơi mọi người. Viết chữ tùm lum nên cái đá rất là trơn luôn. Hậu chụp patin được luôn nè. Coi chừng té dưới kia. Nhóc Hậu chụp patin được ở đây luôn nha. Mọi người xem cái chân nó nhỏ nhưng mà cái tảng đá phía trên nè nó vòng ra mút phía ngoài luôn nha. Nên ngồi đây rất sợ là cái tảng đá nó bị ụp xuống mọi người. Để Sang thử chụp này. Rất là trơn luôn. Đá mà người ngồi riết mà nó trơn. Kiểu giống như là mọi người chụp patin nữa. Nha, lát đứt rồi. Đây mọi người thấy cục đá này nó to không? Rất là lạ luôn nha. Thì thằng Nhóc Hậu đang ngồi dưới chân của tảng đá kìa. Hậu cứ đứng lên chống cái tay lên tảng đá thôi coi. Đó mọi người thấy không? Nó cái tảng đá này đưa ra rất là xa nha. Còn cái chân nó thì nhỏ xíu ở dưới thôi. Có thể ở dưới trú mưa này kia luôn. Bây giờ Sang sẽ cắt hộp cái nút bạc này ra nha mọi người. Thì thật sự mà nói Sang chờ đợi cái nút bạc này của YouTube gửi về á rất là lâu luôn. Cái kênh Sang TV đã đạt được cột mốc 1.000 người đăng ký. Chắc khoảng
5 tháng mọi người mới được nhận nút bạc nha. Còn cái kênh Santa Vlog thì tới nay vẫn chưa được nhận. Hồi hộp quá hộp. Hồi hộp không? Hồi hộp không? Chắc hai bên luôn hay sao ta? Đây. Bạc thật á. Cái này bán là có tiền nữa không? Ủa? Đâu? Nó có một tờ giấy nè mọi người ơi. Nhưng mà tiếng Anh không. Sang thì không biết đọc tiếng Anh. Thôi bỏ vô trong. Bỏ vô trong cho anh. Để anh mở này. Đâu ta? À đây nè. Cái nút này rất là nặng luôn nha. Giờ sẽ đưa cho nhóc Hậu cầm. Cầm thử đi Hậu. Đó. Mọi người thấy nó đẹp không? Rất là đẹp luôn nha. Đây là công sức của tất cả mọi người đã ủng hộ và giúp Sang trong thời gian qua nha. Sang thực sự mà nói, khi mà cầm được cái nút play bạc này là Sang cảm ơn tất cả mọi người luôn. Giờ để nó qua một bên đi. Nặng không? Cái này chắc khoảng tầm 1 ký mấy, 2 ký mọi người. Rồi, để nó qua một bên đi. Một xíu mình sẽ nói tới nó sau. Giờ mình sẽ chẻ trái dừa ra để ăn nha. Ở trong có nước hồ ơi. Đây. Ủa còn cơm nữa ta. Mọng dừa nè mọi người ơi. Rất là to luôn nha. Nó bít cả cái trái dừa luôn. Để sang để nó qua một bên nha. Xong sang chẻ tiếp trái kia. Cầm cho anh nào. Cầm đi để lăn xuống dưới giật là khỏi ăn nữa. Trái nào hồi nãy là trái không có cái củ đâu. Trái này nãy không có cái cây nè mọi người. Ôi cứng dưới ta. Đó. Ủa trời ơi thú quắc thú ơ luôn. Rồi quăng luôn đi. Trời ơi cái trái đó bị thúi mọi người ơi. Chặt cái trái này đi. Hai mộng đó. Hai anh em ăn đủ rồi. Đây. Một trái nữa nha. Thôi cái mộng này mọi người xem nè. Rất là to luôn. Bây giờ Sang với nhóc sẽ lên kia lấy mộng dừa này chấm với muối ớt ăn mừng nha mọi người. Cái cây dừa của Sang á, nó mọc lên cũng khá cao rồi nên cái mộng dừa nó hơi to một xíu. Đó, to vàng cho đảo luôn nha. Thì mọi người xem nè, giống như là cái não con gì vậy nha. Giờ Hậu cầm cái kia đi. Giờ Sang sẽ ăn cái mộng dừa này chấm với muối ớt ăn mừng cái nút play bạc này nha. Lấy cái dao cho anh đi hả. Để đây. Để Sang lấy cái dao cắt nó ra nha. Cầm điện thoại cho anh đi. Ra phía trong của cái mọng dừa nha. Nó rất là xốp luôn. Giờ Sang sẽ thử chấm với muối ớt ăn nha. Đây. Đây mời tất cả mọi người nha. Mời quá. Hậu chấm đi. Ngon ha. Cái mọng dừa là lúc nhỏ Sang hay ăn lắm mọi người. Nhưng mà cái mọng càng nhỏ ăn mới ngon nha. Cái mọng lớn này thì không ngon bằng cái mọng nhỏ. Đúng rồi, ngon tiếp không? Đến móc cái này cho anh. Cứng ghê, không móc được. Ăn này đi. Người xem nó nè. Đây là cái nút play bạc của cái kênh Sang TV á mọi người. Thì gần cả 1,5 năm Sang làm YouTube thì mới đạt được cái nút play bạc này nha. Thì coi Sang cũng may mắn là được mọi người ủng hộ. Sang cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc ngày mới bắt đầu làm á, Sang không nghĩ là nó sẽ đạt đến nhanh như vậy đâu. Sang cứ nghĩ là phải 5-6 năm gì đó thì may ra mới đạt được thôi. Nhưng mà không ngờ nó đến nhanh như vậy luôn. Sang cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn bên Sang và ủng hộ Sang, đã giúp đỡ Sang để có một cái nút play bạc này nha. Thì hôm nay là cái nút play bạc của kênh Sang TV nên Sang ăn mừng bằng mộng dừa đơn sơ này thôi. Còn khi nào mà nếu mà Sang được có cơ hội nhận được cái nút play bạc của kênh Sang Vlog thì Sang sẽ ăn mừng hoành tráng hơn một xíu nha mọi người.
Có lẽ bây giờ Sang sẽ kết thúc tập clip tại đây và đi về nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên Sang, ủng hộ Sang trong thời gian qua nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người. Bye.